Ở đâu chú? Mấy chú? Canada. Mấy chú ở ngoài nước ngoài ở Canada. Dạ. Chúc cho mấy chú nhiều sức khỏe. Mà chú mấy chú làm thiện nguyện mà giúp đỡ cho mấy người nghèo giống như mai mốt mà có tôi á, chú ao ớt ngủ không được, mừng lắm. Gần 60 rồi mới được căn nhà này trong nắng trong mưa. Tôi cũng thay mặt cô Cam với lại chú Cam cảm ơn cô Duyên, cô Duyên cảm ơn mấy chú ở Canada luôn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Bình. Và phía trước hình ảnh cô bác quý anh chị là một cái ngôi nhà đang cắt. Thì thông tin với cô bác quý anh chị đây là ngôi nhà của hai vợ chồng cô Duyên ở dưới Gầm Cầu. Mà cách đây hơn một tuần Bùi Hồ có quay clip về tìm cái ngôi nền cho cô Duyên với cô bác quý anh chị. Thì được sự hỗ trợ của các chú ở Canada hỗ trợ cho gia đình cô Duyên có ngôi nhà như thế này. Và tổng cái kinh phí xây cái ngôi nhà này là chỉ 80 triệu đồng thôi. Và người mà chịu thầu cái trách nhiệm xây cái ngôi nhà này đó, đó chính là Đạt Tờ Hồ. Chào anh. Bữa nay tô đua đúng không Đạt? Nay tô. Tiếp tô. Tô nhất ngày. Chào cái tối vô đây nói chuyện cái Đạt ơi. Ê Đạt ơi. Thấy ngôi nhà ở ổng làm cái lam ở đây xấu không? Sắp xỉu thôi chứ làm lam thì nó khi mùa hông mình đóng nữa mình mặc cạn đâu mình vô mình không có có nghĩa là nếu như mà cái này cái làm cái lam này thì nó sáng nhưng mà ở miền Tây mình thì nó mùa hông phải không? Nó bị dơ phải không? Vô đây vòng vòng hướng dẫn đi. Đây là cái cửa nhà đây xây theo kiểu như nhà của chị Loan nhưng mà ở bên đây có một cái miếng cái thành đi ra luôn. Ở đây là cái hàng ba này cô bác kính chị. Cô bác ở đây là cái phòng khách đó thì được gắn bởi các miếng lam như thế này. Ở ngày Bùi Hồ cũng có quay một vài clip lại thì sau này cô bác quý anh chị sẽ xem cái công trình khởi hành nhà cửa của cô Duyên nha. Đây là phòng ngủ đó. Ở đây là nơi đây là sẽ có cửa sổ, phòng bếp rồi nhà vệ sinh. À, đang làm gì anh hả? Tô nhà đất. Tô hả? Tô bữa nay nữa mai nữa xong hết không ta? Không, chiều nay nó xong hết rồi. Chiều nay xong tô xong hả? Rồi. Tại mình cổ này chút nó là xong nè, rồi ra ngoài chiều nó hôm nay nó xong hết rồi. À. Tại sáng này nó còn ướt quá mình để lại cho kéo rồi. Vậy là tô này nó xong hết rồi. Đây. Ở đây là phòng con nữa, đóng la hông còn ở trên này. Ở sau này thì còn ở cô Duyên thì ở đây nhà mới nên thiếu cái phần nước nè, nước thì mình sẽ truyền nước sông lên đây. Và với lại phần điện thì hổng ra thì mình phải nhờ cái nhà ở bên đây nè chập xài ké, sau đó sẽ gửi tiền riêng để hỗ trợ cái tiền điện. Đây nhà của cô Duyên đó thì có một cái cửa sổ ở đây đó và một cái miếng sáng với là một cái cửa sổ ở trong phòng ngủ và một cái cửa sổ đằng trước nhìn ở ngoài sân. Cái này Đạt ơi, cái phòng khách này là rộng bằng cái chỗ của chị Loan không? Thì nó cũng vậy nhưng mà có con cái mình làm không có mặt thục mặt lòi á, trong đây nó rộng hơn. Rộng hơn ha. Rộng hơn được mấy tấc? Rộng hơn được nhiều không? Nó rộng được nguyên cái phỉnh mà cái mặt ấy á. À. Mặt vô trong á. À, mình nhớ rồi, cái phần kia thì nó bị hẹp hơn tí xíu đúng không? Khoảng mấy ngày nữa xong nè. Ngày chắc tại cái này tường nó chưa khô kẹt nè. Ừ. Rồi chờ nó khô mới làm bê. Ừ. Chứ cái phần hồ thì coi như ngày nay nữa là coi như là muốn xong phần hồ hết đó, chỉ còn chờ làm bê xong rồi mới lót gạch. Bê xong rồi tới lót gạch này. À. À. Rồi sau đó là mới lót gạch đó là đi điện luôn là xong luôn ha. La phong là mà chắc có thể mê mốt gì đóng la phong luôn đó. Vậy ha. Cái gạch này cái phần tường này khô thì mình mới bơi nó mới ăn đúng không? nó chắc lận. Có cái điểm mới của nhà của cô Duyên so với điểm mới của nhà gác là sao? Cái điểm mới so với nhà của chị Loan á, so với nhà chị Loan thì cái phần nhà này thì nó có hàng ba, còn kiểu nhà chị Loan thì khác. Màu này mình sơn màu theo cô chú là lớn tuổi thì mình sẽ sơn theo một cái màu khác nha Đạt. Sơn theo một cái màu xám tro với lại màu trắng chủ đạo nha. Cô ở đây thì có cô Duyên đồ qua nữa nè với chú nữa kìa. Cô Duyên nói hẹn 1 giờ mà cô Duyên qua sớm quá. Rồi sao rồi cô? Nôn nóng quá hay sao? Dạ, nghe chú nói vậy mà về cái ăn cơm xong có đi liền chú. Cô qua sớm giờ lâu chưa? Qua mới qua tới một chút gì chú điện, tính là 1 giờ họ điện cho chú hay. Rồi chú điện hỏi dạ. Điện cho chú luôn. Dạ, mừng dữ không cô? Mừng dữ lắm luôn chú. Vậy là cái này mấy bữa mới xong. Khoảng 10 ngày nữa nha cô. Dạ. Đạt nó khoảng 10 ngày nữa là xong. 10 ngày nó mới xong. Dạ. Mơ giờ cũng không có căn nhà này nữa chú ơi. Dạ. Mơ cũng không có luôn chú. Dạ. Về cái kết cấu của ngôi nhà thì xây mình đều thuận lợi hết. Cô chú dạ. Cứ an tâm thoải mái vô ở ha. Dạ. 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 Không có gì hết. Dạ. Đạt thì làm vô cùng chất lượng luôn. Dạ. Tất cả các phần gạch phần này đều đổ bê tông hết chứ không có xây gạch lên. Dạ. Đều đổ bê tông nên nhà mình kết cấu rất là vững. Dạ. Cô chú cứ yên tâm vô ở nha. Dạ. 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 Trước tiên cảm ơn chú mà chúc chú nhiều sức khỏe chú. Trước rồi sau cảm ơn mấy chú ngoài nước ngoài á chú. Dạ. Mà chú ở đâu chú? Mấy chú Canada, mấy chú ở ngoài nước ngoài ở Canada á. Dạ. Chúc cho mấy chú nhiều sức khỏe mà chú mấy chú làm thiện nguyện mà giúp đỡ cho mấy người nghèo giống như mai mốt mà có điện này cô phải làm cái giấy tạm trú tạm vắng. Dạ. Để ở bên này mới được, ở tạm trú tạm vắng 6 tháng đi. Dạ. Ha. Rồi dạ. Chắc có thể là hỏi nhà ông Bảy để mình ở tạm trú tạm vắng thì sao đó, sau đó mới vô điện. Bây giờ điện thì mình còn đang rất khó, đang suy nghĩ điện cho mình đó. Dạ. Dạ. Rồi ở tầm đã đỡ 6 tháng rồi mình tách ra ngoài bến qua đây nhập vô hả chú? Dạ, cô phải ở tạm trú tạm vắng xin ủy ban xã. Dạ. Ha. Dạ. Thì để xây xong đi rồi ở xong đi rồi mình xin. Dạ. Nha cô chú. Dạ, dạ. Chú có muốn nói lời nào không? Tôi ngàn ngào. Không chú cứ nói từ bình thường đi. Cái sự nằm mơ của tôi á, tôi ao ớt ngủ không được, mừng lắm. Gần 60 rồi mới được căn nhà này, trong nắng trong mưa, tôi quý báu vô cùng. Nhờ chú, nhờ mấy cô, mấy chú ở Canada, tôi vô cùng mừng. Rồi con gái của chú có hay không? Có, nhỏ lớn hay rồi mà nhỏ chưa hay. Dạ. Chúc cho mấy cô mấy chú nhiều sức khỏe. Anh. Tên ông chúc. Thôi tôi cũng chúc cho cô chú ở Canada được nhiều sức khỏe mà để làm việc thiện cho những người khổ như tôi. Tôi quý báu vô cùng. Rồi hôm nay bán được nhiêu tờ cô? 100 vé chú. Mời dạ. Ai cũng mời chân chú. Ai cũng mời chị ơi. Mua của ai cũng vậy tiếp cho em cảm ơn chị. Chị cũng mua nhóc trơn á chú. Dạ. Mấy chú mấy cô ai cũng kêu ủng hộ trơn. Dạ. Thì bán rồi hết mới về chú. Lần nào đi bán rồi hết mới về chứ không có mà còn nửa chừng đi về nó bán rồi hết mới về nhà nghỉ luôn. Dạ. Thôi sức khỏe cũng lớn bán ngày 100 vé hai vợ chồng sống đủ rồi. Dạ. Tôi 10 ngày nay nửa tháng nay tôi đâu có bán đâu, bệnh chỉ này nó hành nó sốt. Dạ. Hen xiển nữa. Lát chú lấy thuốc đó chú bôi vô. Dạ. Dạ. Bôi ngày mấy lần chú? Mỗi ngày 2-3 lần gì cũng được con không dạ. Sao. Dạ. Ha. Dạ. Bữa nay mặt bên kia tô chưa đạt bên đây nè, bên hông nè. Đang tô nữa, chút ra tô nữa là xong luôn. Tô một vết bên nữa nè. Nhà này thì đạt lãnh xây chỉ 80 triệu thôi. Đạt cũng giỏi quá ha. Không giỏi sao nuôi 2 đứa con được. Đạt vô đây để gửi tiền luôn Đạt ơi. Cô chú đợi con tí xíu nha. Coi chừng tô cái đây 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 đây. Giang hồ dính cái máy. À. Ngưng tay 5 phút rồi. À. Hôm trước là đưa cho Đạt là 40 với 12 đúng không? Là 52. Bây giờ còn lại là nhiêu nữa? 28 đúng không? 82. 28 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Thật ra thì không có đưa trước đâu, nhưng mà giờ thấy tin tưởng, thấy cũng than thở con cái không. Đưa 1 thấy vợ con ở nhà khổ quá. 2 2 3 4 5 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 8 9 20. Đây. Đủ 28 triệu. Thì cái này là cái số tiền này nữa là đủ luôn cái số tiền thợ. Ông để cho ứng này kia luôn. Rồi là đủ tiền 80 triệu, tiền công, tiền trợ, tiền vật tư đồ hết luôn. Thì làm cho nó ok đi. Ngôi nhà coi như mình cứ coi như đây là ngôi nhà của mình. Làm là chất lượng, mà các chú Canada thì rất là tin Đạt luôn. Đạt nói lời nào không? Tôi cũng thay mặt cô Cam với lại chú Cam cảm ơn cô Duyên. Cảm ơn mấy chú ở Canada luôn. Có lời hứa nào không? Không biết hứa gì. Rồi. Vậy ha. Rồi một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin thay mặt gia đình của cô Duyên chân thành cảm ơn các chú ở Canada. Và sau này thì khi mà hoàn thành tổng kết cái ngôi nhà của cô Duyên thì Bùi Hồ sẽ quay từ lúc mà cô Duyên còn sống ở dưới Gầm Cầu cho đến có nhà mới, và cái nhà mới là nó được hình thành như thế nào thì Bùi Hồ sẽ tổng hợp là từ cho cô bác quý anh chị xem nha. Cái riêng cái phần nhà này á, xây 80 triệu là cái phần nền này nó đã có sẵn cái phần cát với lại cái phần bo cuốn nền sẵn rồi, nên là nữ chỉ cần cái phần ở trên này 80 triệu. Nên có nhiều cô bác quý anh chị hỏi sao mà cái nhà kia xây mắc, nhà này nó xây rẻ, là Bùi Hồ cũng giải thích. Nhà của chị Loan ở đây thì Bùi Hồ cũng giải thích luôn rõ cái đó cho cô bác quý anh chị xem. Thôi chắc chào tạm biệt cô Đạt nha. Rồi cố gắng làm, mai mốt quay tiếp cô. Rồi vậy thôi con chào. Dạ đến cảm ơn trước, cảm ơn chú rất nhiều luôn, còn cảm ơn mấy chú ở ngoài nhà Canada giúp đỡ cho vợ chồng con rất nhiều, con cảm ơn rất nhiều luôn. Dạ. Rồi dạ.